Lại nữa, thiện hiện, có Đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông làm cho bảy báu thượng diệu đầy ắp cả thế giới tam thiên đại thiên, cúng Phật Pháp Tăng. Cúng xong hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn, tôi đem thiện căn đã gieo trồng như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau hồi hướng sở cầu, là nghiêm tịnh cõi Phật, sẽ khiến cho cõi Phật của tôi trang nghiêm bằng bảy báu. Tất cả hữu tình tùy ý thọ dụng các thứ chân bảo nhưng không nhiễm trước. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát dùng sức thần thông, đánh tấu vô lượng các âm nhạc vi diệu trên cõi trời, trong cõi người cúng dường tam bảo và tháp Phật. Cúng xong hoan hỷ, phát thệ nguyện rộng lớn. Tôi đem các thiện căn đã gieo trồng như thế, cho các hữu tình, cùng có như nhau hồi hướng sở cầu là nghiêm tịnh cõi Phật, sẽ làm cho quốc độ của tôi thường tấu âm nhạc thượng diệu như thế. Hữu tình nghe rồi, thân tâm sảng khoái nhưng không nhiễm trước. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông đầy ắp cả tam thiên đại thiên thế giới người và trời, đem các thứ rượu, hương hoa cúng dường tam bảo và tháp Phật. Cúng dường xong hoan hỷ phát nguyện rộng lớn, tôi nay đem thiện căn đã gieo trồng như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng sở cầu là nghiêm tịnh cõi Phật, sẽ làm cho quốc độ của tôi thường có các loại rượu hương hoa như thế. Hữu tình thọ dụng thân tâm thanh thoát, không bị nhiễm trước. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông sẽ bày ra thức ăn uống trăm vị thượng diệu cúng dường chư Phật, độc giác, thanh văn và các chúng Đại Bồ Tát. Cúng dường xong hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn, tôi đem thiện căn đã gieo trồng như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng sở cầu là nghiêm tịnh cõi Phật. Khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều được ăn uống trăm vị như thế, giúp thân tâm sảng khoái mà không chấp trước. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát dùng sức thần thông bày biện các loại hương xoa thượng diệu cõi trời cõi người, y phục mềm mại, phụng cúng chư Phật, độc giác, thanh văn và các chúng Đại Bồ Tát, hoặc lại cúng dường Pháp và Tháp Phật. Cúng xong hoan hỷ phát thệ nguyện rộng lớn, tôi đem thiện căn đã gieo trồng như thế cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng sở cầu là nghiêm tịnh cõi Phật. Khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các hữu tình trong quốc độ của tôi thường được y phục hương xoa như thế, tùy ý thọ dụng mà không nhiễm trước. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát dùng nguyện lực thần thông bày biện các thứ cảnh sắc, thanh hương vị xúc thượng diệu, pháp sanh theo ý muốn của cõi trời cõi người, cúng dường chư Phật và tháp Phật, độc giác thanh văn và các Bồ Tát, cho các loài chúng sanh khác, rồi nhảy nhót vui mừng phát thệ nguyện rộng lớn. Tôi đem thiện căn đã gieo trồng như thế, cho các hữu tình cùng có như nhau, hồi hướng sở cầu là nghiêm tịnh cõi Phật. Khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến trong quốc độ của tôi các loại hữu tình tùy tâm ưa thích cảnh sắc thanh hương vị xúc thượng diệu, ứng theo niệm mà đến, hoan hỷ thọ dụng mà không nhiễm trước. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự an trụ pháp không nội, cũng khuyên người an trụ pháp không nội, tự an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, cũng khuyên người an trụ pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loại hữu tình trong quốc độ của ta đều chẳng xa lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh. Lại nữa thiện hiện, có Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu bốn niệm trụ, cũng khuyên người tu bốn niệm trụ, tự tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, cũng khuyên người tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loại hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo.
Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự an trụ thánh đế khổ, cũng khuyên người an trụ thánh đế khổ, tự an trụ thánh đế tập diệt đạo, cũng khuyên người an trụ thánh đế tập diệt đạo. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu bốn tịnh lự, cũng khuyên người tu bốn tịnh lự, tự tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người tu bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu tám giải thoát, cũng khuyên người tu tám giải thoát, tự tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, cũng khuyên người tu tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa tám giải thoát cho đến mười biến xứ. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu pháp môn Đà La Ni, cũng khuyên người tu pháp môn Đà La Ni, tự tu pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người tu pháp môn Tam Ma Địa. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu pháp môn giải thoát không, cũng khuyên người tu pháp môn giải thoát không, tự tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người tu pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu bậc cực hỷ, cũng khuyên người tu bậc cực hỷ, tự tu bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, cũng khuyên người tu bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu năm loại mắt, cũng khuyên người tu năm loại mắt, tự tu sáu phép thần thông, cũng khuyên người tu sáu phép thần thông. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa năm loại mắt, sáu phép thần thông. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu mười lực Phật, cũng khuyên người tu mười lực Phật, tự tu bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa 10 lực Phật cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu 32 tướng đại sĩ, cũng khuyên người tu 32 tướng đại sĩ, tự tu 80 vẻ đẹp phụ thuộc, cũng khuyên người tu 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa 32 tướng đại sĩ, 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu pháp không quên mất, cũng khuyên người tu pháp không quên mất, tự tu tánh luôn luôn xả, cũng khuyên người tu tánh luôn luôn xả. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi
Khi đắc quả vị giác ngộ cao tột khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Lại nữa thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu trí nhất thiết cũng khuyên người tu trí nhất thiết, tự tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng khuyên người tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột, khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa thiện hiện, có đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa, phát thệ nguyện rộng lớn, tinh cần dõng mãnh, tự tu tất cả hạnh đại Bồ Tát, cũng khuyên người tu tất cả hạnh đại Bồ Tát, tự tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, cũng khuyên người tu quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Làm việc này rồi lại phát nguyện, khi đắc quả vị giác ngộ cao tột khiến các loài hữu tình trong quốc độ của tôi đều chẳng xa lìa tất cả hạnh đại Bồ Tát quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa, do hạnh nguyện này nên có thể nghiêm tịnh sở cầu là cõi Phật. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy tùy theo hạnh nguyện đã phát khởi hành đạo Bồ Đề, trong thời gian bao lâu sẽ được viên mãn, thì ngay trong chừng ấy thời gian tinh cần tu học, do nhân duyên này tự mình có thể thành tựu tất cả thiện pháp, cũng có thể khiến người dần dần thành tựu tất cả thiện pháp, tự mình có thể tu đắc thân trang nghiêm, tướng hảo, thủ thắng, cũng có thể khiến người dần dần tu đắc thân trang nghiêm, tướng hảo, thủ thắng. Do phước đức to lớn đã nhiếp thọ nên, này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, đối với mỗi sở cầu là nghiêm tịnh cõi Phật, khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, hữu tình đã giáo hóa cũng sanh vào cõi ấy cùng hưởng pháp lạc đại thừa tịnh độ. Này thiện hiện, đại Bồ Tát ấy, nên tu nghiêm tịnh cõi Phật như thế này, đó là trong cõi ấy, thường chẳng nghe có ba loại đường ác, cũng chẳng nghe có các loại ác kiến, cũng chẳng nghe có độc tham sân si, cũng chẳng nghe có hình tướng nam nữ, cũng chẳng nghe có thanh văn độc giác, cũng chẳng nghe có khổ, vô thường, vân vân, cũng chẳng nghe có nhiếp thọ vật dụng, cũng chẳng nghe có chấp ngã, ngã sở, cũng chẳng nghe có tùy miên triển kiết, cũng chẳng nghe có điên đảo chấp trước, cũng chẳng nghe có an lập phần vị sai biệt của các quả. Chỉ nghe nói không, vô thường, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô tánh, vân vân, nghĩa là tùy theo sự ưa thích sai biệt của hữu tình trong các vật bên trong, ngoài các rừng cây. Thường có gió nhẹ va chạm vào nhau phát ra các loại âm thanh vi diệu. Trong các âm thanh ấy nói tất cả pháp đều không có tự tánh. Vì không có tự tánh nên không, vì không nên vô tướng, vì vô tướng nên vô nguyện, vì vô nguyện nên vô sanh, vì vô sanh nên vô diệt. Vì vậy, các pháp bản lai tịch tịnh, tự tánh niết bàn, Phật xuất thế hoặc chẳng xuất thế, pháp tướng thường như thế. Trong cõi Phật kia, các loài hữu tình hoặc ngày hoặc đêm, hoặc đi hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc nằm, thường nghe âm thanh nói pháp như thế. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy, ngay tại chỗ ở của mình nghiêm tịnh cõi Phật, khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, mười phương Như Lai ứng chánh đẳng giác đều cùng xưng tán danh hiệu của các Phật kia. Nếu các hữu tình được nghe danh hiệu Phật được xưng tán như thế, đối với quả vị giác ngộ cao tột, nhất định đắc bất thối chuyển. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy ngay tại chỗ ở của mình nghiêm tịnh cõi Phật, khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp, hữu tình nghe rồi nhất định chẳng sanh nghi đó là pháp hay là phi pháp. Vì sao? Vì các loài hữu tình ấy liễu đạt các pháp đều là chân như, pháp giới, pháp tánh, tánh bất hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tất cả là pháp, không phải phi pháp. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy đều có thể nghiêm tịnh cõi Phật như thế. Lại nữa thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy có sự giáo hóa chúng sinh không đủ thiện căn, chưa ở chỗ chư Phật, Bồ Tát, độc giác và thanh văn trồng các thiện căn, bị các ác hữu nhiếp thọ nên xa lìa thiện hữu, chẳng nghe chánh pháp, thường bị các thứ kiến chấp về ngã, hữu tình và các kiến chấp khác, chấp tàng, rơi vào thiên chấp nhị biên thường đoạn. Các hữu tình ấy tự khởi tà chấp, cũng thường dạy người khiến khởi tà chấp. Đối với Phật khởi tưởng chẳng phải Phật, chẳng phải Phật khởi tưởng là Phật. Đối với Pháp khởi tưởng chẳng phải Pháp, chẳng phải Pháp khởi tưởng là Pháp.
Đối với tăng khởi tưởng chẳng phải tăng, chẳng phải tăng khởi tưởng là tăng, do nhân duyên ấy phỉ báng chánh pháp. Vì phỉ báng chánh pháp nên khi thân hoại mạng chung, đọa vào các đường ác, sanh trong địa ngục, thọ khổ kịch liệt. Các đại Bồ Tát ấy đều ở quốc độ của mình chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột rồi, thấy hữu tình kia trầm luân sanh tử, thọ vô lượng khổ. Dùng sức thần thông phương tiện giáo hóa khiến bỏ ác kiến, trụ trong chánh kiến, từ địa ngục ra sanh vào cõi người. Sanh cõi người rồi lại dùng các loại thần thông phương tiện giáo hóa khiến an trụ trong nhóm chánh định, do đó rốt ráo chẳng rơi vào đường ác, lại khiến tu tập hạnh nguyện thù thắng, khi mạng chung được sanh cõi Phật nghiêm tịnh, thọ dụng pháp lạc đại thừa tịnh độ. Này thiện hiện, các đại Bồ Tát ấy đều có thể nghiêm tịnh cõi Phật như thế, do vì cõi sở cư rất thanh tịnh nên sanh hữu tình kia đối với tất cả pháp chẳng khởi hư vọng, do dự phân biệt đây là pháp thế gian, đây là pháp xuất thế gian, đây là pháp hữu lậu, đây là pháp vô lậu, đây là pháp hữu vi, đây là pháp vô vi, các thứ do dự phân biệt như vậy rốt ráo chẳng khởi. Do nhân duyên này, loài hữu tình kia nhất định đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện, như vậy là đại Bồ Tát nghiêm tịnh cõi Phật.